Huỳnh Như hạnh phúc khi gặp lại huấn luyện viên Mai Đức Chung. 15 giờ chiều ngày 21 tháng 2, Huỳnh Như đến sân PVF để xem trận câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh gặp Than khoáng sản Việt Nam tại lượt cuối vòng bảng cúp quốc gia nữ 2023. Đi cùng Huỳnh Như là người đại diện, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh là đội bóng cũ của Huỳnh Như. Nhiều lứa đàn em ở đây tranh thủ xin chụp hình với Như, bày tỏ sự ngưỡng mộ tới nữ tuyển thủ Việt Nam. Tiền đạo này cũng gặp gỡ những người thầy cũ. Câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh là nơi Huỳnh Như thi đấu từ nhỏ, cũng là nơi làm nên tên tuổi của nữ tiền đạo hay nhất Việt Nam. Như ngồi xem hiệp một trận đấu và nhận ra huấn luyện viên Mai Đức Chung từ xa, ông Chung đến đây từ chiều. Ông không biết Huỳnh Như đến đây sau khi học trò mình trở về từ Bồ Đào Nha. Khi hiệp một trận đấu khép lại, Huỳnh Như bước đến chỗ của thầy Chung và khiến ông bất ngờ, hai thầy trò trao cho nhau cái ôm đầm ấm. Với ông Chung, Như là tiền đạo xuất sắc của tuyển nữ Việt Nam, có vai trò rất lớn trong hành trình giành vé dự World Cup nữ 2023. Câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh gặp không ít khó khăn ở hàng thủ. Đội bị Than khoáng sản Việt Nam dẫn 1-0 trong hiệp 1 trước khi thua thêm ở hiệp 2. Hàng công đội bóng phía Nam cũng chưa tìm được người có đủ đẳng cấp như Huỳnh Như để gánh vác trọng trách ghi bàn. Thua chung cuộc 0-2, câu lạc bộ nữ thành phố Hồ Chí Minh tụt xuống vị trí thứ 3 bảng A, qua đó mất cơ hội vào bán kết, trở thành cựu vương của cúp quốc gia nữ. Cùng theo dõi Netbeat để cập nhật những tin tức mới nhất nhé.